Tiếp theo em giới thiệu đến các bác một con đẩy thương hiệu Baze, một thương hiệu nổi tiếng anh em họ hàng nhà B3 của Đức nhá. Đấy, con này chạy 3 kênh, mã của nó là HI34 anh em nhá, HI34. Con này sở hữu với khuôn mặt này của nhà máy B3, thương hiệu của Đức này, và ruột cũng là ruột máy B3 luôn. Con này chạy 3 kênh anh em nhé, 3 kênh. Mỗi kênh của nó, 2 kênh đánh full của nó là 500W, 500W này. Kênh đánh súp của nó là 950W anh em nhé, 950W. Thì nó có thể chơi dư sức một quả súp 50 cô 100 anh em nhé. Thì cái kênh full này anh em có thể chơi được một đôi full 40 và một súp 50 cô 100. Đấy, rất là khỏe, anh em chơi gia đình thì chơi một con này thôi là đã gánh được cả bộ dàn rồi. Rất là rẻ thôi. Với hôm nay em bán nó rất là rẻ thôi nhá, rất là rẻ thôi. Anh em xem hết video em sẽ báo giá cho anh em. Đấy. Đây, ruột bên trong đây. Ruột bên trong này sở hữu hai vỉ mạch đánh full này. Công suất là 500W trên một kênh này, công suất thực anh em nhá. Dòng B3 anh em đừng hỏi em là bao nhiêu sò. Với cái dòng B3 thì nó chỉ tính công suất thực thôi. Với những cái con máy 500W này thì nó có vỉ xanh dương này thì nó sẽ có 2 phép bù áp này. Còn vỉ xanh lá cây thì nó sẽ không cần phép bù áp, nó đã được 500W rồi. Đấy. Như cái kênh này là 950W này, nó sẽ có nhiều tăng cái sò bù áp lên này, chứ nó không tăng cái sò công suất nhá anh em nhá. Vì con này chạy rất là khỏe. Nó chỉ tính sò bù áp thôi. Đây. Với cái con với cái vỉ đánh súp này 950W này. 950W thì nó rơi vào khoảng 8 sò phép bù áp nhá, 8 phép bù áp này. Đó, 8 phép bù áp anh em nhá. Đấy, dòng B3 này thì anh em đừng hỏi em là bao nhiêu sò anh em nhá. Anh em xem video hết thì hãy like cho em xin một nút like nhá. Đấy, với cái dòng này thì anh em đừng hỏi em sò nhá. Công suất thực luôn do nhà máy B3 họ đã đo đạc và họ đã ghi ra thông số sau máy luôn, nên là anh em không cần phải hỏi nó bao nhiêu sò làm gì cả. Đủ công suất để anh em chơi một đôi full 40 và một súp 50 đơn cô 100 nhá, từ 220. Đấy, rất nhiều tụ này. Đấy, máy 3 kênh là rất nhiều tụ anh em nhá. Với cái dòng máy B3 này thì anh em khỏi phải lo về chất âm luôn. Chất âm của dòng máy B3 thì anh em không phải nghĩ rồi, quá là hay luôn. Anh em nào chơi qua rồi anh em sẽ biết nó không kém cái thằng Class Y một tí nào. Đấy, tiếng chất âm ấy nó không kém cái thằng Class Y một tí nào luôn. Chất âm rất là hay luôn anh em ạ. Tiếng bát cực kỳ khỏe này, tiếng tép tơi mà tiếng chung rất là rõ và sạch anh em nhá. Đấy, anh em hãy sắm ngay một con này về để chơi gia đình đi, quá là rẻ luôn. Giá chỉ với 3.200.000 đồng em bao ship cho các bác toàn quốc luôn. Bao ship cho các bác toàn quốc là 3.200.000 đồng một con đẩy công suất cực kỳ lớn luôn, 3 kênh. Anh em chơi gia đình thì thoải mái luôn. Gia đình anh em chắc chỉ chơi một đôi full và một súp hơi 40 thôi, nhưng con này có thể chạy được một súp hơi 50 cô 100 luôn anh em nhé. Đấy, với khuôn mặt phay với khuôn mặt rất là đẹp này, có viền thép này, viền thép trắng này, rất là tinh xảo, nổi bật con đẩy lên. Đấy, thương hiệu Baze, anh em nhà B3, thương hiệu của Đức anh em nhé. Anh em lấy hàng thì hãy nhắn ngay qua tin qua Zalo của bên em với cái mã là HI34, chốt đơn HI34. Đấy, giá 3.200.000 đồng bao ship toàn quốc cho anh em nhé. Em bao cho anh em là mạch mẽo, là nguyên bản, nguyên bản chưa bị sửa chữa động chạm gì anh em nhé, chưa sửa chữa động chạm gì, anh em về chơi rất là yên tâm. Với cái dòng máy này bây giờ thì đã được triệt tiêu hết các cái lỗi vặt rồi. Khi về em sẽ xử lý ngay các cái lỗi vặt như là nó bị mủn chân thiếc ở vỉ đuôi này, vỉ ra loa nhá, mục chân thiếc này, nó hay bị mục chân thiếc nhá. Cái vỉ đằng sau này thì nó có mấy cái gạt chuyển chế độ linh và chế độ đánh kênh ấy, cánh đánh kênh riêng rời đấy, thì em đã xử lý luôn để anh em không phải lo nó bị chập chờn hay là bị
lỗi vặt nữa nhá. Đã xử lý hết cho anh em về chỉ việc chơi thôi. Bao cho anh em chơi vài năm tới cũng không bị lỗi luôn. Đấy, hàng này em bán ra sẽ bảo hành cho các bác 3 tháng anh em nhá. 3 tháng bảo hành cho các bác. Lỗi đổi luôn trong vòng 5 ngày đầu tiên sẽ được đổi luôn con khác anh em nhá. Giá chỉ 3.200.000 đồng. Anh em sẽ nhận được cái gì? Nhận được một con đẩy này và miễn phí ship, anh em chỉ việc thanh toán 3.200.000 đồng thôi. Đấy. Rất là rẻ anh em nhá. Với những cái mã B3 3 kênh mà công suất kênh súp nó lên đến 950W này, trên thị trường bán không dưới 4 triệu. Không dưới 4 triệu. Hôm nay bên em về có 5 chiếc thôi. Có 5 chiếc duy nhất, bán cho 5 anh em nhanh tay. Với chỉ với giá 3.200.000 đồng anh em sở hữu ngay được một con đẩy 3 kênh. Chơi được một đôi full 40 và một súp 50, quá là mỹ mãn rồi. Quá là mỹ mãn luôn anh em nhá. Con này tụ tiếc này. Phẳng lì luôn anh em nhá, phẳng lì luôn. Bao anh em chơi vài năm tới mới phải thay tụ. Đấy. Máy em bao zin toàn bộ cho anh em luôn.